từng cái vị trí cổ tay nó sẽ cho ra cái tác động khác lên cơ sô các bạn, ốp khác. Đó, ốp khác. Tôi đang phích người một góc xéo, để ý không? Phích người một góc xéo, tập cái động tác căn bản nhất của cơ sô. Paul Trim, USA High End Equipment Training. Cảm năng hướng dẫn tập luyện từ A tới Z tại THOL Trim Center. Sau lưng tôi là PA Series. Yo. Đây là dòng phao quạt độc quyền của BBT tại thị trường Việt Nam và hiếm hoi một số quốc gia trên thế giới có được. Sản phẩm của Stubtub. Stubtub là một thương hiệu máy hàng đầu của Mỹ Đế. Hai em. Ô, chết mẹ rồi, logo phao quạt nằm đâu? Máy này máy giả. À đây. Logo phao quạt. Phao quạt. Nha các bạn. Chuyển động của ghế nó tạo ra quỹ đạo đường cong. Đường cong là Pio là sinh học, nên cụm từ này dịch ra tiếng Việt là đường cong sinh học. Nó tóm lại là cái máy nó thuộc dòng dạng mà xa xỉ phẩm á. Cái máy này trong ngoài nha. Máy nào cũng trong ngoài vậy đó. Đó. Nên nó gọi là nó đặt cho người dùng những cái sự tiện ích mà có cái kiểu mà làm biến luôn á. Chất liệu. Xịn sò với máy mũ nha. Nè. Cái màu, cái điều mà Duy muốn nói là cái màu. Trời ơi, cái màu nó nhìn không biết diễn tả một cái từ gì nữa trời. Trời ơi, cái màu nó vậy nè mấy em. Bóng nó khác với nhám ở bên dòng Performance. Qua tới phần bảo hành nữa nhìn mới kinh khủng nè. Bảo hành. Cái này là cái dạng này giống như là cái mà mình gọi là mình kiểm tra đó bạn. Bạn nhìn nè. Khi mà các bạn mua máy vào phòng tạ các bạn mà nên kiểm tra bằng những cái này. Daily là kiểm tra hàng ngày là phải kiểm tra mấy này. Lúc kia phải vệ sinh sạch sẽ là kiểm tra. Rồi có một cái là weekly, tức là hàng tuần. Monthly là hàng tháng. Rồi 6 tháng lần năm. Rồi cái đây là sơ đồ nè, đúng không? Sơ đồ bảo dưỡng nè. Tức là ý nó nói là bạn còn phải thay á. Ví dụ như 9 tháng thay những gì đó gạch ít đỏ vô nè. Mấy cái pull rồi mấy cái cable rồi mấy cái da rồi đó. Đó. Cái da này thiệt các bạn á, tôi xài 3 năm chưa hư á. Da tôi bền lắm, quan trọng là của bền do người nha. Rồi đây là cái warranty. Tức là gì? Bảo hành. Bạn nhìn nè, tôi nói thiệt với bạn á, bảo hành mà bảo hành 10 năm thì thằng nào cho bảo hành 10 năm. Mấy khung sắt này bảo hành 10 năm. Sắt này xài 100 năm chưa gãy nữa. Đúng không? Nhưng mà cái điều lợi hại nhất của nó đó. Nhìn nè, nó có một cái thông số sau đây nè. Là cái rồng rọc. Cái rồng rọc nó dám bảo hành 5 năm. Đó, các bạn thấy có cái rồng rọc mà dám bảo hành 5 năm chưa? Là cái này nè, mấy cái này nè. Mấy cái rồng rọc nó xài 1 năm là mấy cái đồ kia xài 1 năm bể mẹ rồng rọc hết. Nó không dám bảo hành đâu, nè rồng rọc nè. Rồng rọc nhiều lắm, con máy rồng rọc có đống. Nhưng mà rồng rọc nè, rồng rọc nó bảo hành nè, 5 năm nè, cái bully là cái bully là cái rồng rọc nè. Rồi bảo hành 1 năm là mấy cái gì? Nó mấy cái rau ria cắm lợn mà dễ hư á, mũ miết rồi nó da giết rồi đó. Đó, đây là thông số bảo hành của máy. Tại sao tôi lại nói kỹ cái này? Tại có bán, có phân phối nha. Mua liên hệ bảo đảm độc quyền luôn rồi. Máy rất nặng. Nói chung là cái máy này là không có gì để mà chỉnh luôn. Nó lập trình hết cho ngồi ghê lắm. Khi mà các bạn qua tới cái dòng không riêng gì dòng này mà là tôi nói ngắn gọn sơ đó. Hồi kỳ ở bên quận Bình Tân có một khứa kia nó phá hư máy này nhớ, hư cục này nhớ không? Hư cục này nè, rồi xong nhập về 6 tháng mới có đó. Cái này nè. Trời đất ơi, cái này là của cái gì? Truck Handle Sport. Tức là đối tác của cái hãng này, nó chuyên sản xuất ra những cái này. Mà những cái này nó gắn vô cái này là nó mang một cái độ freeway nó rất là tuyệt đối. Tại sao Duy kêu cái này không biết kêu tiếng Việt là gì, dịch nó cực, đúng không? Tiếng Anh nó thì nói với công, nó nói sao gì ở Anh nó nhức đầu. Nên các bạn nhìn nè. Cái này mới coi là cái tay cầm đi. Nó freeway 100% luôn. Không có cái máy nào freeway được vậy hết. Không có cái máy nào mà tay cầm nè. Theo phương ngang, phương dọc, phương xéo, quay thoải mái. Đó là cái đặc trưng của dòng máy Mỹ Đế 2M. Cái máy này á, là nó hơn cái tên của nó nữa. Cái tên nó là Lat Pull Down. Nhưng mà bạn tập được cả 100 động tác. Nói 100 thì nó hơi lố, nói chừng 50 được. Tại vì sao? Nó mang tính chất on in. Nó mang tính chất on in rồi. On in là gì? Tức là tất cả trong một. Nên bạn nhìn thấy cái sự vĩ đại nằm ở đó.
chứ phải cái vĩ đại là cái máy này, cho tập viên nhỏ ngồi trong hình. Nhỏ này mà làm mua đồ là lương thấp lắm, mua đồ là phải như Duy nè. Duy sẽ tập cho các bạn coi cái máy này, tập on in tất cả những gì liên quan tới lưng đó, tới cơ chế pull. Demo các bạn nè, giờ là tập sâu đúng không? Bạn để ý cái cổ tay của tôi nha, từng cái vị trí cổ tay nó sẽ cho ra cái tác động khác lên cơ sô các bạn, ốp khác. Đó, ốp khác, ngựa dọc dây khác nè, ngựa khác, ok. Tôi đang phích người một góc xéo, để ý không? Phích người một góc xéo, tập cái động tác căn bản nhất của cơ sô. Chị nhìn vô nhỏ này nó hơn tôi chỗ nào? Nó hơn tôi ở chỗ nó ập gạp vô như tôi chỉ các bạn trong những giáo án trước. Nè, nó làm gì nè, ập gạp vô thôi có gì đâu. Về đúng không? Lúc mà nó kéo nó ngửa là dày, lúc vô nó căng về để căng cơ hơn. Nhiều khi mới tập sợ té, mới té. Rồi xoay nó sẽ khác, vị trí một tay khác, vị trí xoay khác nè. Nè nhìn nó úp nè, đúng không, úp nè. Thấy chưa, úp đen chi cho cái cơ lưng nó căng nhất. Xoay đen chi cho cơ lưng nó ép nhiều nhất. Như vậy ép dày nhiều hơn, thử đi, ép dày nhiều hơn. Và đen chi cho xoắn con chuột luôn, xoắn con chuột. Nên phong cách của Duy thích tập dày nó dành cho những người có level lâu, còn bạn mới tập thì cứ tập thôi bình thường ấy. Ông Duy cũng dạy vậy nè, ok, đều tốt, tất cả đều tốt. Vậy thì ở trong nhóm cơ lưng á, nó có hai cái động tác quan trọng. Một á là pull là tập vô lat, là tập vô cái nách, tập vô cái xô rộng. Còn row là tập vô cái lưng, tăng cái độ dày, hiểu chưa? Rô quanh kia tập đâu vậy? Có máy rô đâu có tiêu vậy? À đằng đây nè, nó có một máy rô kìa, City Cable Rô, nhưng mà bây giờ đổi tên thành PA Cable Rô. PA từ này mới, từ này chưa có. PA Cable Rô là Power Wack Cable Rô. Nhưng mà rô trên máy này được hay không? Làm những được, vô tư. Ngang nè, tôi rô cho bạn coi. Rô là sao? Rô là úp tay và kéo, hoặc ngửa tay mà kéo. Không có vậy nha, không có ai rô kiểu này hết á. Có con bài reverse barbell rô, nó là ngửa vậy, nhưng mà tập cây bồ ai làm vậy chi cho mỏi. Nè, rô là giật đó, tôi đang rô đó, không phải nãy nha, hồi nãy khác. Té không? Rồi, bạn không thấy, bạn thấy chưa thấy phê đúng không? Tôi phiêu cho bạn phê, tại tôi nhẹ quá tôi không phê thôi. Giờ tôi phiêu cho bạn phê nè. Ok, lúc này á thì nó sẽ không mỏi cái phần phía ngoài nữa, mà nó nhức ở đâu, ở trong gần xương sống á, tại rô vô trong mà nó, nên tôi mới nói là cái máy này đó nó on in vị trí tay, vị trí ngã người, vị trí phích người. Đó là cái sự tuyệt vời của dòng PA series bioart đường công sinh học độc quyền tại Thor Gym. Nếu mà đối với Duy á, một máy này thôi, Duy tập một ngày tập lưng vẫn được. Wow. Một ngày tập lưng vẫn được. Thật ra mà nói á, cái máy này không phải dành cho beginner đâu. Beginner mới vô chống mặt xỉu á, thiệt mà, khó hơn dòng kia. Tại Duy tập quen rồi thì Duy thấy vậy thôi à. Rồi, hơi mệt quá. Ba,
Một re, một xét, ra nghỉ một chút. Máy nào của bà làm được như vậy? Nhưng mà khi mà bà làm như vậy á, cái độ ạt nó không nhiều. Còn hai tay các bạn kéo cùng lúc á, độ ạt nó sẽ nhiều hơn. Đó, mình thấy cái ghế không? Nó di chuyển á, độ ạt nó nhiều hơn. Nên nó tóm lại á, là PA á, là freeway còn hơn cục tạ nữa. À, đối với dòng bio ạt á, thì các bạn không cần mua bao tay. Tại cái này cầm vô nó không có bị chai tay. Nha, lịch xịn sò cho nó đó. Nên Duy không đeo bao tay. Không, trường hợp này Duy tập là quan trọng là cái số rep nó phải nhiều, cường độ nó phải cao. Nè, Duy sẽ chúi đầu cho bạn coi nha, bây giờ Duy sẽ tập chúi đầu. Thấy động tác quen không? Có nhớ Duy từng nói rằng cái bài mà cầm cái cây á, cái dài dài nè mà cụp sau lưng và nó gãy á, nó bị chấn thương cái khớp vai chưa? Chứ hả? Cái bài đó là bỏ. Nhưng mà khi chúng ta tập cái bài này nè, nó gần gần giống cái bài đó, nhưng mà hả, nó sẽ không chấn thương và cái cơ của bạn đi nó an toàn hơn. Cái hiệu quả là vẫn có. Do đó tôi mới nói là bioac. Bioac á là quỹ đạo tăng, freeway tăng, khối lượng tạ tăng, biên độ tăng, nhưng mà chấn thương giảm cực kỳ, gần như bằng không. Rồi bây giờ Duy sẽ tập row vai sau dưới lưng. Tất nhiên nó vẫn vô show thôi, nhưng mà nó vô thêm hai nhóm cơ kia nhiều hơn. Mà để các bạn có thể khai thác tối đa hiệu quả của những cái máy tập này thì các bạn cố gắng tập với cường độ cao, số rep trên 10 và bạn nghỉ tối đa là 2 phút thôi nha. Tối đa là 2 phút. Và để được có sự gọi là hoạt động miệt mài như vậy á, các bạn cần phải có pre workout trước tập và intra workout trong tập. Bây giờ là Duy sẽ minh họa cho các bạn mức full cây. Full cây. Mua máy mà chơi nó full cây thôi, đừng mua. Đó là tính của Duy Nguyễn. Nhưng mà mình là người Việt Nam, chừa miếng tạ cuối làm kỷ niệm. Video hãy đến với Thor Gym các chi nhánh để trải nghiệm những máy tập đẳng cấp nhất hành tinh. Tôi làm được, các bạn cũng sẽ làm được. Cố gắng lên. Cảm ơn. Độc quyền tại Việt Nam. Công nghệ đường cong sinh học. Bioac. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Thor Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh.
phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.